Hé lộ vương miện và sân khấu của Mít Gờ Rang Việt Nam 2022 là năm đầu tiên tổ chức Mít Gờ Rang Việt Nam, nhưng Bộ Tài chính đã rất chịu khó đầu tư cho sân khấu cũng như vương miện. Chỉ còn ít ngày nữa, chung kết Mít Gờ Rang Việt Nam 2022 sẽ chính thức diễn ra. Trước thềm chung kết, Bộ Tài chính đã công bố sân khấu cũng như vương miện dành cho Tân Hoa Hậu trong buổi họp báo diễn ra vào chiều ngày 26 tháng 9. Chiếc vương miện vẫn lấy hai màu vàng, xanh lá đặc trưng làm tông màu chủ đạo. Với tên gọi The Queen of Beauty, vương miện Miss Grand Việt Nam 2022 tượng trưng cho vẻ đẹp, tài năng, bản lĩnh và tấm lòng nhân ái của Tân Hoa Hậu. Ngoài chiếc vương miện dành cho Tân Hoa Hậu, bốn Á Hậu cũng sẽ nhận được tai ơ rơ. Đặc biệt hơn cả, sân khấu đêm chung kết Miss Grand Việt Nam cũng nhận được nhiều lời khen ngợi bởi thiết kế sang trọng, lung linh với nhiều đèn led màu vàng làm điểm nhấn. Hiện tại, các thí sinh Miss Grand Việt Nam đã ở giai đoạn nước rút để chứng tỏ bản lĩnh của mình nhằm ghi điểm trong mắt ban giám khảo cũng như khán giả. Cuộc thi năm nay quy tụ khá nhiều gương mặt nổi tiếng, sở hữu kỹ năng lẫn nhan sắc khá ấn tượng như chế Nguyễn Quỳnh Châu, Kim Chi, Bùi Lý Thiên Hương. Hầu như khán giả không thể đoán trước được chủ nhận của chiếc vương miện năm nay sẽ rơi vào tay ai.